Kim ơi, hôm nay con đang ở đâu vậy? Ủa, trời ơi, đi Phan Thiết chơi nè. Con tới khách sạn rồi, con hai đờ ra rồi. Tóc này, mẹ đi phước tóc lại chứ, sợ cái nào. Đây mẹ quạt con, cái này con không chơi được. Ôi quạt, Nè, phòng khách sạn ở đây nè. Nhìn đơn giản lắm. Với lại là hả, phục vụ ở đây hả, chắc một điểm. Một điểm về chỗ nha. Này là resort Siling của Mũi Né. Đọc Siling đúng không biết. Tóm lại là phục vụ rất là dễ mồm. Trời ơi, hai vợ chồng mình đến. Mình thì ẵm em bé, chồng mình thì xách quá trời đồ luôn. Xong mà nó không đưa được khách lên phòng luôn. Bấm kéo giùm cái vali tới, xong rồi nó bỏ ở thang máy, kêu là tự lên luôn. Mình phải vừa ẵm em bé vừa xách vali nữa. Nhân viên gì đâu mà ảnh như ảnh ương. Resort cũ nha, ba cái đồ dùng nó xét hết trơn à. Con thích cái đó đó hả? Trời ơi, nó thích cái này lắm luôn nè. Cái thiệp MSB á, mà nó gì á. Kim ơi, đang ở đâu vậy? Em bé đang ở đâu vậy? Kim. Ê, nhá. Ôi, xinh chưa? Xinh chưa? Kim có cái cục gì trên lỗ mũi con nha? Ồ, tại bữa đó con quậy, mẹ con quào cái mũi con vậy á. Kim giỏi lắm á, Kim đi xe mà Kim không có khóc gì hết á, Kim ngoan lắm. Kim nằm đó xong Kim ngủ, xong Kim dậy Kim chơi. Cao tóc Phan Thiết đi cũng ok, nhưng mà hôm nay đi mưa nên thấy cũng không đẹp đẽ gì mấy. Ôi, lần đầu Kim được đi chơi mà vô cái resort hấm đẹp, hơi cũ, này sâu trong rừng không có đồ ăn nữa chứ, đúng mỗi món mì tôm. Có đúng mỗi món mì tôm thôi à, mẹ với ba con ăn mì tôm. Ủa cái gì vậy? Té. Nằm yên. Rồi con quay chút xí vậy thôi à. Ngày mai con mà được đi chơi thì con sẽ quay tiếp.